Thì tôi có một cái chú Phật tử này 50 tuổi mà chưa quy y Tam Bảo, mà chú giỏi lắm, nghĩa là chư tăng ở chùa thuộc kinh gì thì chú thuộc kinh đó, kể cả Năm Đệ Lăng Nghiêm mà chú cũng thuộc lòng, kinh Di Đà chú cũng thuộc, cái Phẩm Phổ Môn, kinh Pháp Hoa chú cũng thuộc, và chiều đi Mông Sơn Thí Thực chú cũng thuộc, và đi hộ niệm cho những người lâm chung thì chú rất là thông thạo. Đó là tôi nói cái việc kinh kệ của nhà chùa. Cái thứ hai đó là làm công tác từ thiện chú làm cũng rất tốt. Chẳng những gia đình chú làm mà chú còn đi vận động đạo bạn, anh em cùng đồng nghiệp với chú để làm việc từ thiện cũng tốt. Thứ ba là cái việc công quả của chùa, lễ Phật đản, lễ Vu Lan, rồi trai đàn, nghĩa là nhà chùa có cái lễ gì trọng đại là chú đắc lực làm cái từ công tác, làm công quả rất là tốt, nhưng mà không quy y Tam Bảo. Thì tôi mới động viên chú nhiều lần mà chú cũng từ chối, chú nói Phật khó quá. Tôi hỏi Phật khó làm sao? Chú nói con làm Phật tử như vậy đủ rồi, quý thầy thuộc kinh gì thì con thuộc kinh đó, rồi công tác nhà chùa thì làm công quả con cũng làm, con đâu có bỏ bê công chuyện của chùa. Và nhà chùa có cái công tác Phật sự nào ở bên ngoài gọi là từ thiện thì con cũng thiên tai bão lụt, tất cả cái gì mà có cái công tác từ thiện là chú tham gia, như vậy là con làm Phật tử được rồi, bắt con thọ giới làm gì, quy y làm gì, Phật khó quá. Như vậy là cái suy nghĩ của chú Phật tử này, mình làm Phật tử tụng kinh rồi từ thiện xã hội làm công quả cho chùa, như vậy là Phật tử. Còn cái chuyện quy y Tam Bảo thọ giới là chú từ chối, chú không làm, chú cho rằng Phật khó. Tôi mới nói chú thế này, không phải Phật khó đâu. Bây giờ chú thấy rằng mình có một miếng đất, có cái nhà, cửa trước, cửa sau, mình làm rất là chu đáo, rồi làm cái hàng rào, cái đất của mình, cái hàng rào đó để làm gì chú? Chú suy nghĩ thử. Chú mới trả lời rằng làm cái bờ rào để giữ ăn trộm, người ta không xâm nhập vào gia cư của mình. Một cái nhà máy xí nghiệp ta chưa có hoạt động, chưa có xây cái nhà máy mà ta làm cái bờ tường, làm cái bờ rào cũng tốn nhiều tiền lắm. Thì cái bờ tường đó, cái bờ rào của cái nhà máy đó để làm gì? Chú cũng trả lời là giữ ăn trộm. À, như vậy Đức Phật là con người chứ không phải thần thánh, không phải là thượng đế thần linh gì cả, là con người. Khi Ngài đã chứng ngộ đạo giải thoát dưới cội Bồ đề, Đức Phật mới dùng cái trí tuệ bát nhã Phật quán sát trong cái nhân sinh, cái đời sống của con người, Đức Phật mới thấy con người là quan trọng. Ngoài con người ra không ai quan trọng bằng con người. Cho nên trong kinh Phật thường nói là nhân thân nan đắc, làm người khó được. Như vậy cái vị trí của con người là phải có cái cội nguồn, cái gốc của con người, đó là cái đạo làm người. Cái này là cái căn bản.
Bởi vì sao? Cái loài động vật, chúng ta với những loài động vật không khác nhau. Con trâu, con bò, con heo, con chó cũng là loài động vật. Mà loài người chúng ta cũng là loài động vật, nhưng mà chia làm hai cái loài động vật. Con người là thượng đẳng, mà chó mèo là hạ cấp. Mình là thượng đẳng mà chó mèo là hạ cấp. Tại sao mình thượng đẳng? Vì mình có đạo lý. Mình có đạo lý. Mà nếu con người mất cái đạo lý thì với loài cầm thú kia không khác. Cho nên quý vị thường đọc báo, quý vị thường nghe thiên hạ nói cái người đó làm cái việc là mất cái lương tâm. Đó nè, mất đi cái bản tánh của con người, vì con người đó là tội lỗi, làm những cái điều trái luân thường đạo lý. Mất cái lương tâm tức là đánh mất cái gì? Cái nhân cách của loài người. Cho nên vì vậy cái nhân thừa của Phật giáo là nhân cách làm người. Đức Phật dạy cho chúng ta tu tập làm đúng với nhân cách của con người, đó là năm giới. Đó là nhân cách làm người. Người Phật tử nào giữ tròn nhân cách làm người thì kiếp sau được trở lại làm người, mà đánh mất cái nhân cách làm người tức là sau này chúng ta không được làm người trở lại. Như vậy chúng ta căn cứ trên cái lý nhân quả. Đấy. Cái nhân là làm đúng cái nhân cách thì cái quả ngày mai chúng ta mới được làm người. Bây giờ quý vị chịu khó nhìn ra ngoài xã hội một chút, quý vị sẽ thấy con người của chúng ta hiện nay đánh mất cái nhân cách. Thứ nhất là sát sanh, thứ hai là trộm cướp, thứ ba là tà dâm, thứ tư là giọng ngữ, đó nè, thứ năm là rượu chè cờ bạc. Thì năm cái giới này, năm cái tiêu chuẩn này để được làm người thì chúng ta phạm hết bao nhiêu cái tiêu chuẩn? Có người thì phạm hết 3, có người phạm 4, có người phạm hết luôn. Năm cái tiêu chuẩn nhân cách này là chúng ta phạm hết. Như vậy là đời sau chúng ta không được làm người. Không ai cướp, không ai giật, mà chính chúng ta đánh mất cái nhân cách đó là sao? Đời sau chúng ta không được làm người. Cho nên nói nhân quả thì năm giới là nhân, cái quả được làm người. Thập thiện là cái nhân, cái quả được sanh thiên. Cái nhân quả. Như vậy là năm cái tiêu chuẩn để chúng ta được làm người mà chúng ta đánh mất thì tương lai chúng ta không được làm người. Thế thì chúng ta thảo luận trong năm cái tiêu chuẩn đó. Một, tức là giới thứ nhất không được sát sanh. Thế thì trong luật Phật dạy là trên từ thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, dưới cho đến loài bò bay mái cửa đều có mạng sống thì không được giết. Trong luật nói rõ ràng như vậy. Tức là lớn, thánh nhân, sư tăng, phụ mẫu, đó là tôi nói ở trên đó, dưới cho đến loài cò bò bay mái cửa, vi tế côn trùng là có mạng sống thì không được giết. Như vậy đối với cư sĩ tại gia thì cái điều quan trọng nhất là quý vị không được giết người. Cái quan trọng nhất là không được giết người. Còn đối với những con vật khác là chúng ta hạn chế. Hạn chế đến cái mức thấp nhất, đó là giới cư sĩ của quý vị. Còn giới xuất gia thì thọ giới Bồ Tát là không được ăn thịt chúng sinh. Không giết rồi mà không được ăn thịt, đó là giới Bồ Tát. Còn cư sĩ quý vị thì ngang đó thôi. Ví dụ ở bên Úc này tôi thấy cái này thì quý vị dễ tu lắm. Chứ còn ở quê nhà mình cái này khó tu. Bởi vì ở quê nhà của mình á, khi muốn làm đám cưới phải nuôi con heo trước 6-7 tháng.
nuôi 10 con gà, 10 con vịt để làm đám cưới cho con. Như vậy là trong cái đám cưới đó mình sát sanh. Ở nhà quê đó bạn, một cái đám tang ở nhà quê quý vị biết mấy con heo. Có một lần tôi về Bến Tre, tôi dự cái lễ tang cho một cái ông cụ đó, 5 giờ chiều chưa liệm mà làm con heo 80 kg. Tôi ra ngoài chuồng tôi thấy còn 4 con. Thì cái đám này để khi mà đem ông cụ này ra ngoài quyệt mà chôn đấy, thì họ giải quyết hết 4 con heo ở ngoài chuồng. Tôi mới nói với mấy chú tăng sinh tôi đó, xách mỏ ra ngoài chuồng tụng kinh cho mấy con heo rồi mình về. Chứ tụng cho ông cụ đó làm gì? Quý vị thấy không? Ra đó tụng kinh cho mấy con heo đó rồi về. Là bởi vì cái tập quán xưa nay ở nhà quê nó có cái tập tục đó. Cái gia đình đó có cái đám tang thì cả xóm đó đều tắt lửa hết. Tới cái đám tang đó mấy ngày vợ chồng con cái kéo nhau tới đây hết. Rượu thì mấy trăm lít, heo thì mấy con. Đó nè, nhưng bên Úc này thì không có tình trạng đó. Cho nên là chúng ta hạn chế, có nghĩa là ngày xưa mình chưa biết chùa, chưa biết Phật, chưa có biết quy y thọ giới, thì nhà mình có đám tang, có đám cưới, có mừng sinh nhật, có lễ mừng thọ, thì mình giết gà, giết heo, giết bò, mình làm đám. Bây giờ mình biết rồi thì mình không có tự cắt cổ nhổ lông tại nhà mình. Mình đi mua cái đồ ở ngoài chợ nó chết rồi về mình làm đám. Như vậy tức là mình không trực tiếp cắt cổ nhổ lông. Như vậy là gọi là hạn chế của người cư sĩ. Bởi vì quý vị chưa ăn chay trường. Nên là quý vị còn sống, còn giao tế với xã hội. Bây giờ quý vị làm đám cưới, quý vị làm chay người ta không đi. Quý vị thấy không nè? Cho nên cái việc đối nhân xử thế, cái việc xã hội này chúng ta phải nghĩa là làm đúng với cái gì, cái tập quán của xã hội. Còn mình biết đạo thì mình hạn chế cái việc giết hại loài vật bằng cái hình thức là hạn chế tối đa. Còn các vị xuất gia là phải thọ thêm cái giới Bồ Tát là không được ăn thịt chúng sinh, cho nên các vị phải ăn chay trường. Nếu hàng cư sĩ Phật tử thọ giới Bồ Tát tại gia thì quý vị cư sĩ cũng phải ăn chay trường. Như vậy để quý vị thấy cái nghiệp sát sanh. Bây giờ mỗi gia đình của chúng ta đó, đông cũng như tây, nam cũng như bắc, nội ngoại, trong nước ngoài nước, nhà nào cũng có cái tấm thớt. Có những cái nhà đó 5-7 tấm thớt, ở nhà từ đường phải đám giỗ một năm mấy cái đám giỗ, thì cái tấm thớt đó là cái gì? Là bãi chiến trường thu hẹp, đầu rơi máu đổ trên cái tấm thớt đó. Thì quý vị thấy là cái nghiệp sát sanh mà con người của chúng ta sống trên cuộc đời này tạo cái nghiệp đó lớn biết bao nhiêu. Không biết giấy mực nào mà nói cho hết cái nghiệp sát sanh. Mà chiến tranh khắp cùng cả thế giới là do cái nghiệp sát sanh. Cho nên trong kinh có cái câu là nhất thiết chúng sinh vô sát nghiệp, hà sầu thế giới hữu đao binh. Thế nè, hàng ngày trong bát canh ăn, oán sâu như bể hận bằng non cao. Muốn hay binh lửa thế nào, lắng nghe quán thịt kêu gào đêm thâu. Đêm nào mình cũng cầu nguyện cho thế giới hòa bình, chúng sinh an lạc, nhưng mà hai cái tay mình thì tiếp tục sát sanh. Chừng nào mình trong cái bữa ăn của mình mà trong cái bát canh đó mình không thấy đầu rơi máu đổ thì thế giới mới hòa bình. Còn cái bữa ăn của mình còn thấy xương thịt của chúng sinh ngổn ngang trong cái bữa ăn đó
thì không có hòa bình. Đó quý vị cứ nhìn xa trên thế giới, quý vị thấy có lúc nào bao giờ mà nhân loại trên thế giới này được bình an không? Cái khu vực này tạm thời yên ổn thì cái khu vực khác dấy lên chiến tranh khốc liệt hơn. Đệ nhất thế chiến thì sao? Đệ nhị thế chiến thì sao? Bây giờ là chúng ta thấy vũ khí của các nước, nghĩa là chạy đua vũ khí, thì quý vị thấy hãi hùng. Tất cả những cái hậu quả đó là do cái bàn tay sát sanh của chúng ta. Thế thì Đức Phật dạy mình không sát sanh mà phải phóng sanh. Như vậy là mình không sát sanh là tốt, nhưng mà cái pháp tu của mình chưa có cái hạnh tu. Mà cái phóng sanh là cái hạnh tu, mà sát sanh tức là dừng việc ác mà chưa tác thiện. Nói theo đạo Phật thì là chỉ ác tác thiện, tức là dừng cái việc ác mà phải làm cái việc thiện. Ví dụ như cái người nhà nông đó, họ dọn một cái đám đất, nhổ cỏ dại, họ làm sạch sẽ, họ làm cái gì tiếp theo? Họ phải gieo mè, gieo đậu, gieo hạt, thì 3 tháng sau họ thu hoạch. Thì vậy người nhà nông đó không uổng công. Ở đây cái người nhà nông này dọn cái đám đất sạch, nhổ cỏ dại xong rồi đi chơi, không làm gì hết. Vài hôm sau thì cỏ dại nó mọc tiếp đó nè. Rồi về nhổ cái cỏ dại đó, rồi bỏ nó đi chơi, rồi vài hôm sau nó mọc cỏ dại, nó nhổ tiếp. Cứ như vậy thì người nhà nông đó là phí công mà không có lợi. Như vậy Phật dạy là chúng ta dọn đất, tức là chúng ta dừng cái nghiệp sát, dừng cái nghiệp sát, mà chúng ta phải tác thiện, tức là chúng ta phải phóng sanh. Phóng sanh có nghĩa là mua chuộc mạng sống, tha cái chết cho họ. Như vậy mình mua chuộc cái mạng sống đó, mình tha cho họ được sống là phóng sanh. Nhưng cái chỗ này thì quý vị cũng lưu ý, có cái trường hợp như thế này nè. Nhà mình có cái đám làm tuần làm thất cho cha mẹ đó, rồi đi đặt cái người đó gài chim đó về phóng sanh, cái đó không hợp pháp. Cái đó không hợp pháp. Bởi vì phóng sanh mà đi đặt người ta giết thì cũng như mình giết, đúng không? Cho nên mình gặp đâu mình mua đó. Rồi cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là mua cái lồng chim đó, mua cái con vật đó từ ở ngoài chợ xa rồi mang về tới nhà mình 20 cây số để là chú nguyện tụng kinh rồi thả đi, nửa đường nó chết hết nữa, đúng không? Nó khát nước rồi nó ngột ngạt trong cái lồng đó, nó chết nữa, đem về nó tu phóng sanh, mà thực ra mình sát sanh. Cho nên á, mua tại chỗ rồi mình mới nói hôm nay ngày tuần 49 ngày của mẹ chúng tôi, tên gì, họ gì, pháp danh gì, bao nhiêu tuổi, tôi phóng sanh ra hồi hướng cho hương linh của mẹ, mở lòng thả đi về. Thì các thầy tụng cũng vậy thôi, quý vị nói vậy cũng đồng nhau vậy thôi. Tức là cái ý nghĩa là chúng ta phóng sanh, chứ không phải là chúng ta tụng kinh. Mình bày ra cái chuyện tụng kinh đem về tới nhà, nếu như mình biết tụng kinh thì mình đọc chú giảng sanh cho nó bài Bát Nhã, tụng giảng sanh tại cái chỗ đó mình thả thì quý lắm. Còn mình không biết tụng kinh thì mình nói như vậy là mình ta, bởi vì cái tâm thành của chúng ta nó quý, cái tâm thành của mình nó quý, cái lòng từ bi của mình khởi lên nó mới kết quả, chứ không may mang về tụng kinh. Cho nên hai cái việc này tôi nhắc lại là phóng sanh nhưng mà không có kỹ thuật, không có nghệ thuật phóng sanh thì chúng ta trở thành là sát sanh. Mua tại chỗ, nếu đọc được kinh thì đọc bài Bát Nhã, rồi đọc chú giảng sanh, rồi nguyện sanh Tây Phương Tịnh Độ Trung, thôi vậy thả họ ra, như vậy họ mát ruột mà họ vui mừng. Mà chúng ta làm được cái nghĩa cử là phóng sanh, chứ không phải là nhốt họ mang từ ở chợ đó về tới nhà mình, rồi trưa nắng rồi đi xe rồi nó ngột ngạt, nó thiếu nước này kia khác nữa, nó chết cái đó. Bây giờ ở Việt Nam còn có một cái việc khó như thế này quý vị. Như vậy ngày xưa đó, mình ra chợ mình mua cá, mình đi thả
thì hợp pháp. Bây giờ mình ra chợ mình mua cá đó, mình đem thả nó chết hết, lý do tại sao? Bởi vì cá hiện nay đó ở Việt Nam đó họ nuôi chứ không phải là cá đồng, họ cho ăn thức rồi họ nuôi ở trong bè, mình đem ra cái ngoài cái sông mà cái môi trường thiên nhiên đó thả ra nó chết hết. Cái thầy ở quận 8 đó, thầy đó cũng kỹ lắm quý vị, thầy mua một chiếc ghe như nói 5-6 tấn gì đó, một lần thầy phóng sanh là mấy tấn cá. Mà thầy ra ngoài sông Sài Gòn đó, thầy bơm cái nước sông Sài Gòn vô chiếc ghe đó để cho con cá này nó chịu một tuần lễ, tức là ý của thầy là cho nó hòa nhập với cái môi trường thiên nhiên, thế mà thầy thả ra nó cũng chết. Cho nên á, cái vấn đề phóng sanh ở Việt Nam hiện nay nó cũng đắn đo lắm. Nhà chùa kêu gọi Phật tử làm, khuyến khích Phật tử làm, nhưng mà cái vị chủ trì cái việc này mà không khéo léo đó là thất bại. Cho nên vừa rồi có những cái việc mà Phật tử họ thông tin với nhau, vấn đề phóng sanh bây giờ rất là khó. Còn chim đó thì quý vị biết họ bắt về họ mới lấy cái kéo họ cắt mỗi một bên nửa cái lông thôi, họ thả ra con chim bay không được, rồi họ bắt đi, họ bán lại, họ làm đủ thứ chuyện. Cho nên vấn đề phóng sanh hiện nay ở quê nhà rất là khó khăn. Mà tôi là cái người chủ trương cái việc đó, mùng 1 hàng tháng thì chùa tôi có cái gì, có cái đạo tràng đi phóng sanh. Nhưng mà từ hôm Tết tới nay là tôi đắn đo nhiều chuyện rất là khó khăn. Dừng thì tôi không dừng, nhưng mà làm tôi phải làm sao cho kết quả. Thế thì quý vị thấy là một cái hân hạnh cho đạo Phật là Liên Hiệp Quốc chọn cái ngày lễ Phật đản, tức là Vê Sắc, tức là bên Nguyên Thủy đó, thì người ta kết hợp ba cái lễ chung một cái lễ gọi là Vê Sắc. Thành đạo là một, đản sinh là hai, niết bàn là ba. Thế thì cái lễ Vê Sắc của tổ chức Liên Hiệp Quốc đó, là trong cái tổ chức Liên Hiệp Quốc có những cái tôn giáo lớn như là Hồi giáo, Ấn giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành giáo, Phật giáo. Mà mình đâu phải là cái tổ chức đông tín đồ, mà đông tín đồ nhất là Hồi giáo. Sau khi bình bầu thì người ta bình bầu Phật giáo, chứ còn các tôn giáo kia không được. Là vì sao? Đạo Phật chủ trương không sát sanh. Còn các tôn giáo hiện nay có mặt trên hành tinh này, tôn giáo nào cũng có nhúng máu hết. Tôn giáo nào cũng nhúng máu hết, riêng đạo Phật thì không. Cho nên vì vậy mà khi bình bầu thì người ta bình bầu Phật giáo được. Lễ hội tôn giáo, văn hóa tôn giáo toàn cầu của Liên Hiệp Quốc công nhận Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là một vị tổ của tổ chức Liên Hiệp Quốc. Đó là cái vinh dự của đạo Phật, vì đạo Phật chủ trương không sát sanh. Cái thứ hai đó là trộm cướp. Đức Phật dạy giết mạng người là giết cái nội mạng, mà cướp của là giết cái ngoại mạng. Mình có hai mạng quý vị. Mình tưởng là mình có cái mạng sống này, không, đạo Phật nói là hai mạng. Cái thân xác của mình á là nội mạng, mà tiền của mình là ngoại mạng. Có những trường hợp người ta bị lừa đảo, người ta chiếm đoạt tài sản của người đó, họ bệnh nằm liệt giường, khuya họ thức dậy họ hỏi tiền đâu, vàng đâu, tới chết rồi. Họ đau khổ lắm. Thà mình giết họ trong một tích tắc họ chết, mà mình cướp của họ, mình lừa gạt lấy của họ, họ đau khổ. Cái đau khổ đó, cái đau khổ nó dằn vặt tâm lý của con người. Cho nên mình giết người là nội mạng, mà cướp của là ngoại mạng. Trong luật Phật dạy vàng bạc ngọc ngà châu báu, lớn đó, như vàng bạc ngọc ngà châu báu, nhỏ như cây kim trái ớt, thuộc quyền sở hữu của người khác, trông coi họ không cho thì không được lấy. Như vậy trong luật Phật nói như vậy.
bây giờ chúng ta mới tìm hiểu cái trộm cướp thế nào. Trộm có nghĩa là đợi người ta ngủ rồi trổ nóc nhà, bẻ khóa, lén lấy, đó là trộm. Còn cướp đó là dùng vũ khí bạo lực, là giết người trắng trợn, có vẻ thô bạo hơn. Thế thì Đức Phật dạy rằng dù cái hành động đó tế nhị, lén lút hay là thô bạo, như là dùng vũ khí cướp người của giết người, nhưng cái lòng tham của con người tập trung ở nơi trộm cướp. Dù trộm hay cướp, nhưng mà cái nguyên nhân chính nó là từ cái lòng tham của con người. Nếu con người không có lòng tham thì họ không trộm, không cướp. Như vậy quý vị thấy, dối thế trộm đò, lường thăng tráo đấu, tức là đông hụt đo thiếu, đi làm việc trễ giờ, cũng đều phạm giới trộm cướp. Tức là thầy cô giáo đi dạy học, một ngày chỉ trễ vô lớp chừng 10 phút, 7 phút thôi thì chắc cũng không có làm sao. Đó nè, lý do này lý do khác trễ giờ thì cũng không ai rầy ra gì. Nhưng mình làm cái bài toán từ lúc mình bắt đầu đi dạy học cho đến lúc mình về hưu, thì trong cái thời gian đó mấy chục năm mình ăn trộm của học trò là bao nhiêu thời gian? Tính ra thì nhiều lắm, nhưng mà ở ngoài xã hội thì không đề cập cái chuyện đó. Một nhân viên ngồi ở văn phòng giấy, một ngày họ phí phạm của công một tờ giấy, hai tờ giấy, ba tờ giấy cũng không ai rầy. Tôi làm trả tôi bỏ, quý vị thấy không? Nhưng mà một cuộc đời làm công chức mà phí phạm của công thì bao nhiêu tờ giấy? Nhiều lắm chứ không ít. Nhiều lắm chứ không ít. Đạo Phật thấy cái đó, Đạo Phật nói cái chuyện đó vì nó tế nhị quá. Thứ hai là vấn đề bưu điện. Mình gửi một cái bưu cục hay là bưu phẩm thì ta bỏ lên cân, ta cân, ta tính tiền mình 3 đồng, 5 đồng gì đó, mình nhét vô cái thơ trong đó nữa, thay vì cái thơ mình dán con tem. Bây giờ mình ăn trộm của bưu điện con tem, mình bỏ vô trong cái bưu phẩm, cái bưu cục nó gửi đi. Như vậy là mình ăn trộm. Nhưng mà cái việc này cũng không ai rầy, không có luật nào bắt tội mình. Nhưng mà Đạo Phật nói cái đó là cái tâm của mình khởi lên. Cái tâm của mình khởi lên dù nhỏ, nhưng mà cái hành động này từ tâm nó khởi lên là phạm tội, dù nó nhỏ. Còn mình khoét tường, đào vách, mình dùng vũ khí, mình giết người, cái này luật pháp có rồi, luật pháp có quy định cái này rồi. Còn những cái việc tôi vừa nêu lên, quý vị thấy rằng luật pháp không ai nói cái chuyện này. Nhưng mà trong nhà Phật nói cái này. Cho nên chúng ta thấy rằng Đức Phật là một nhà đại giáo dục. Cái giáo dục bên ngoài xã hội đó còn thiếu kém nhiều đâu. Mà Đức Phật giáo dục Phật tử chúng ta, con người chúng ta, Phật giáo dục rất là tế nhị, rất là kỹ lưỡng. Cho nên đó, Ngài được mệnh danh là một nhà đại giáo dục. Giáo dục thiệt là tài. Bây giờ quý vị thấy cái nhân quả của người trộm cướp thì sao? Ở trên thế gian này cái nhân quả của nó thì sao? Là luật pháp trừng trị. Vợ con, cha mẹ, dòng họ, tổ tiên, ông bà bị nhục. Tôi nói ở Việt Nam, ở gần cái làng của tôi có cái câu chuyện xảy ra thế này. Có hai người con gái vượt biên ở bên Mỹ, gửi tiền về cho ông bà cất nhà rất là sang trọng. Đời sống của ông bà rất là thoải mái. Đây nè, bởi vì tiền ở bên nước ngoài gửi về mà đổi ra tiền Việt Nam thì xài thoải mái rồi. Ông bà rất là danh dự với mọi người. Bà đi chợ thì tiền nắm trên tay chứ không bỏ túi. Cầm một cục tiền vậy nè, chứ bỏ túi người ta không thấy mình nữa. Còn đi ăn đám thôi nôi đầy tháng gì đeo vàng đỏ tay hết để người ta biết mình giàu. Còn ông chồng thì đi chơi với mấy cái người mà mua bán nhà đất, rồi đi uống cà phê, đi hớt tóc, nghĩa là tiền bạc rỉnh rang xài thoải mái. Đến chừng
cái người ở trong làng tôi đó ở nước ngoài về, nó cũng ở bên Mỹ về, mới cho ông bà biết là con của ông bà đó đi cướp ngân hàng bị tù chung thân. Bây giờ hai ông bà đó nhục nhã quá, đóng cửa không ra ngoài được. Thậm chí là những cái chậu kiểng ngày xưa đó là có người đến cắt xén rồi chăm sóc, bây giờ nó thành rừng cũng không ai làm hết. Bởi vì sao? Không phải hết tiền, nhưng mà nhục nhã với chòm xóm, nhục nhã với mọi người. Tưởng đâu con mình nó làm thầy thông thầy ký gì, bây giờ nó đi ăn cướp, nó gửi tiền về cho vợ chồng mình ăn xài thoải mái. Bây giờ nghe cái tin đó rồi thì bủng rủng tay chân hết, thậm chí nhà dơ cũng không muốn quét, đường đi vô trong nhà đó cỏ mọc bít lối cũng không ai làm. Vì sao? Bị nhục, nhục nhã. Như vậy là cái nhân quả của trộm cướp ở thế gian, Đức Phật nói phải bị luật pháp trừng trị. Quốc gia nào cũng có luật hết. Quý vị ở Úc đây quý vị cũng có luật, ở Việt Nam cũng có luật, nước nào cũng có luật hết. Trộm cướp là phải bỏ tù, tùy theo nặng nhẹ. Làm sao không bị nhân quả được? Rồi cái nhân quả đời sau thì sao? Đó là tôi nói cái nhân quả ở hiện tại. Còn cái nhân quả đời sau thì sao? Đời nay mình tham lam trộm cướp là nhân, cái quả đời sau phải bằng cùng. Cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Hoặc giả là làm có tiền rồi nước trôi lửa cháy, giặc cướp, vợ con phá tán, tay không dẫn quần tay không. Vì cái nhân quả là chúng ta trộm cướp tham lam thì chúng ta phải bần cùng khốn khổ. Đâu có trời đất nào, mình đừng có đổ thừa trời đất, vì do nhân quả hết. Cho nên quý vị thấy ở ngoài xã hội không phải người ta lười lao động đâu, nói như vậy chưa đúng. Người ta làm rất là cực khổ, nhưng mà rồi cuộc đời của người ta là không đủ ăn không đủ mặc, người ta cũng đổ mồ hôi xót mắt. Có những người làm rất là nhẹ nhàng, làm chơi mà ăn thiệt. Còn có người làm chết xác mà không có mà ăn, là vì cái nhân quả đó, tham lam trộm cướp. Thì đời sau dù có đem cái thân này làm như trâu ngựa đi nữa cũng không có mà ăn. Tôi nói cái người này để quý vị thấy. Chùa tôi có ruộng, tôi nhờ cái chú này để giúp cho tôi cái việc ruộng nương của chùa, chứ làm sao tôi làm được. Mà quý vị biết cái chú này làm một năm đó là chỉ được nghỉ cái ngày là chiều 30 Tết, nghỉ ngày mùng 1, là chiều mùng 2 là đi xuống ghe, đi xuống dưới Tiền Giang chở nước về đổi cho bà con. Như vậy một năm là chỉ nghỉ được là chiều mùng 1, chiều 30 và chiều mùng 1, có nhiêu đó thôi mà không đủ ăn. Làm cuối năm rồi cộng sổ đó chú mắc nợ chùa, vô lý không? Mà tôi phải mắc nợ chú mới phải chứ. Làm cuối năm rồi tôi phải cắt ruộng chùa, tôi cho chú là 3 sào, tức là 3.000 m², chú cấy chú ăn, tôi đóng thuế tôi làm chứ, mà cũng không đủ ăn, không đủ ăn. Như vậy là quý vị thấy, mình giúp cho họ là giúp cái ngặt chứ không phải giúp cái nghèo được. Vì cái nghèo đó là do cái nhân quả, còn mình giúp cái ngặt thôi chứ không thể giúp cái nghèo được. Vậy mà thiếu nợ tôi, rồi tôi cắt ruộng chùa, tôi cho làm ăn không, thế mà nghèo vẫn nghèo. Đó nè, để quý vị thấy sao? Tôi phải đi giảng rồi, tôi xin quần áo của người ở thành phố đó về tôi cho chú mặc, Tết chú đi mặc bộ đồ cũ của người ta. Đồ cũ của người ta là đồ mới của chú, không mua sắm nổi bộ đồ để mặc. Như vậy đâu phải là chú nói cái người này lười lao động, không bài bạc, không rượu chè, nhất nhất không hết, mà lại làm mãn năm như vậy, hai cái bàn tay chay cứng hết mà không đủ ăn làm gì. Tôi mới nói là đời trước chú không có bố thí, thôi bây giờ chú ráng đi, nghèo nghèo mà ráng bố thí 1 đồng, 2 đồng, 3 đồng gì cũng, chứ đừng có bỏng sẻn. Bởi vì mình nghèo mà, Đức Phật dạy là bần cùng bố thí nan, hào quý học đạo nan. Cái người nghèo mà biểu bố thí khó lắm, bởi vì họ còn có mấy lon gạo à. Bây giờ con vợ như thế mà đem mấy lon gạo này cho người ta thì khó lắm, quý vị thấy không? Giàu họ dư, họ cho thì được, nhưng mà nghèo cho khó lắm. Nhưng tôi nói chú cố gắng bố thí, không phải là đem bạc trăm bạc triệu ra bố thí, mà mình
chỉ đem cái tấm lòng của mình. Ví dụ như chú đi đường, chú thấy cái người ăn xin đó, chú thương, chú muốn cho lắm mà chú không có tiền. Thì bây giờ chú bố thí làm sao? Phải chú bố thí được chứ. Là chú phải khởi cái tâm thương xót cái người ăn mày đó. Khởi cái tâm thương xót. Tôi muốn cho mà ngập gì tôi không có tiền. Nếu chú có tiền chú san sẻ cho họ một đồng một xu, nhưng bữa nay chú ngập chú không có tiền, nhưng mà chú thấy họ chú thương quá, chú khởi cái tâm từ lên chú thương. Như vậy là chú cũng làm được cái hành động bố thí. Chú đừng khi dễ người ta. Tôi nhớ có một lần tôi đi giảng ở dưới Bến Tre, tôi qua cái phà Rạch Miễu, thì có một cái vị chức sắc cao đài ngồi kế bên tôi đó. Thì cái người đó họ lết ở dưới phà đó, hai cái chân họ cục hết, họ lết để một cái mang cái ca ở trước ngực. Tới tôi mới trong cái đải tôi lấy tiền tôi bỏ vô tôi cho. Thì cái vị đó mới giật cái tay tôi lại, nó ngay đừng có cho. Tôi hỏi ủa làm sao vậy, cái này người ta đâu có lường gạt mình đó, người ta què thật mà, ta cục giò thật mà. Cái vị đó nói với tôi đây này, cái người đó nó tội nặng lắm, cái nghiệp họ nặng lắm. Bây giờ mình cho họ đó là họ nặng thêm, để cho họ trả cái quả đó, mình đừng có cho. Tôi mới nói với vị đó, tôi làm pháp sư tôi biết mà, tôi làm pháp sư tôi dư biết. Nhưng mà ở đây đó, chúng ta nên lấy cái tình người đối với con người. Họ đau khổ quá, họ tật nguyền, họ thiếu thốn quá, thì mình nên chia sẻ với họ cái tình người. Chứ ở đây mình nói cái nhân quả là để cho họ đói khát, họ trả cái nghiệp của họ. Mình nói như vậy không được, vì con người, vì con người. Phải lấy cái tình người để đối đãi. À, quý vị thấy không? Thì họ nói như vậy là đúng, nhưng mà nó không đúng ở dưới cái vị trí của con người. Nói cái nhân quả, cái nghiệp quả, thì cái người này họ trước kia họ có tội, họ làm cái nhân, bây giờ họ trả cái quả. Nhưng mà mình là con người, đối với họ là mình nên lấy cái tình người đối đãi, chứ không nên ở đây mà đem giáo lý ra mà giải thích như đó là tội nghiệp họ quá. Không nên, không nên. Cho nên tôi nhớ, thế thì có một vị tỳ kheo chứng quả A La Hán, ngài dòm trong một cái bát nước, ngài thấy di trùng không, ngài không có uống. 3 ngày như vậy đó không uống nước. Thì các thầy mới thấy cái vị tỳ kheo này sắp chết, bởi vì nước không uống là chết. Mình nhịn ăn được chứ nhịn uống không được đâu. Các thầy mới lên bạch với Đức Phật. Đức Phật mới đến hỏi lý do làm sao mà thầy không uống nước. Vị tỳ kheo này nói bạch Đức Thế Tôn, con dùng thiên nhãn con thấy trong bát nước di trùng nhiều lắm. Uống nước tức là ăn thịt chúng sinh, cho nên con tuyệt nhiên không uống. Phật nói không có được, ông là con người, sống trong cái thế giới của loài người, ông lấy con mắt của con người để mà nhìn, đừng lấy con mắt của bậc A-la-hán. Thế là nếu ông dùng con mắt của bậc A-la-hán thì ông chết. Thế nè, ông còn là con người thì phải lấy con mắt của con người để nhìn cảnh vật để chúng ta sống. Như vậy mình là con người phải lấy cái tình người đối đãi với nhau, chứ không nên ngồi đây mà giải thích là người này nghiệp báo nhiều, người nghiệp báo nặng, đừng cho họ ăn để họ trả cái nghiệp. Nói như vậy tội nghiệp quá, không nên nói như vậy. Cho nên tôi nói là chúng ta phải chia sẻ, phải chia sẻ với họ. Những người họ bất hạnh hơn mình, họ thiếu thốn hơn mình, thì nhìn mình người Phật tử là học cái hạnh từ bi của đạo Phật, cái tình thương của Đức Phật mình chưa làm được, thì tối thiểu là mình phải thương đồng loại của mình một chút. Quý vị thấy không? Mình không làm được như Đức Phật. Đức Phật thì thương tất cả chúng sinh, từ trùng dế cho đến con người mình làm chưa được Đức Phật, mà học cái hạnh của đạo Phật, của Đức Phật, mình thương cái đồng loại của mình một chút, chia sẻ cho họ. Thứ ba là tà dâm. Đức Phật dạy vợ chồng chính đáng là chánh dâm, mà không chính đáng là tà dâm. Như vậy cái xã hội của chúng ta mà gọi là an lạc, gọi là hạnh phúc, thì trong cái xã hội đó có nhiều gia đình, hầu hết những gia đình là vợ chồng chung thủy với nhau,
thì cái xã hội đó gọi là hạnh phúc. Còn một cái xã hội mà vật chất rất là cao, tiền của rất là nhiều, mà nhìn lại là nhiều gia đình tan nát không có hạnh phúc, thì không thể gọi là một cái xã hội, một cái thế giới an lạc được. Chúng ta nhìn nhận thử đúng không? Thế thì bây giờ quý vị thấy rằng giữa chồng với vợ mà êm ấm chung thủy thì cái gia đạo đó làm sao? Mà cái gia đình đó vợ chồng không chung thủy, không êm ấm thì cái gia đình đó thế nào? Mà cái xã hội đó là chúng ta phải tính từ cái tế bào từng gia đình là tế bào của xã hội. Mà cái tế bào này nó bị ung nhọt, nó đi lạc hướng thì bị ung thư. Ung thư là gì? Ung thư là tế bào của chúng ta trong này nó nghịch ngợm, nó lạc hướng là ung thư chứ gì. Cũng như gia đình mình con cái nó hư hỏng thì cái ta gia đình nó tan nát hết. Vợ hoặc chồng không chung thủy là tan nát hết. Như vậy là cái tế bào nó đi lạc là ung thư. Chứ có gì đâu. Cái xã hội chúng ta giống như cái thân thể của chúng ta vậy. Vậy thì chồng vợ không chính đáng, Đức Phật nó có 5 cái lỗi. Cái lỗi thứ nhất là không ai tin ai hết. Nếu bình thường đó thì người chồng đi làm về đưa tiền lương cho vợ, để lại một phần, bà vợ cũng thấy an vui bởi vì ông để lại một chút, ông giao du với bạn bè, cà phê, thuốc lá đại khái, mình lấy hết rồi làm sao? Nhưng mà khi vợ chồng không tin nhau đó thì ông chồng đem tiền lương về đưa hết cho bà vợ, bà vợ bà không tin, bà như vậy còn nữa để nuôi cái phòng gì đó, chứ đâu có tử tế đưa mình hết. Cho nên bà vợ bà không tin, đưa hết bà cũng không tin. Cái này thì quý vị ngoài xã hội quý vị rành hơn tôi. Tôi ở chùa thì không rành cái này đâu, nhưng mà biết vậy thôi. Cái thứ hai đó là ghen tương. Bây giờ nói mà tôi học truyện Kiều, tôi thấy Quảng Thư mà nó ghen, nói vậy chứ chưa thực tế. Giờ tôi kể thực tế quý vị nghe ghen. Lần đầu tiên tôi mới biết ghen là cái bà đó, bà bắt ghen mà bà vượt đèn đỏ. Chút xíu nữa là chết tôi. Bởi vì tôi tới cái ngã tư của chợ Bà Chiểu, tôi chưa qua cái đèn đỏ đó, thì cái bà bên kia bà mới, ông chồng bà chở cái bà vợ nhỏ, bà mới vượt đèn đỏ, bà vượt tôi là cách tôi có 2 ly, mát cái áo tôi. Tôi nói trời ơi, lỡ như bà đó bà đụng chết pháp sư thì đào tạo mấy chục năm mới được pháp sư, mà chỉ ghen không mà đụng chết ông pháp sư thì uổng quá. À, tôi mới thấy ghen là nguy hiểm. Nguy hiểm. Lần thứ hai nữa là ở nhà bè, vợ chồng nuôi heo để nái, rồi đẻ phá bầy, mua cái truyền hình màu, mà quý vị biết là cái thời bao cấp mà mua được cái truyền hình màu 19 inch là quý lắm. Cả xóm nó chiều tối thứ bảy tập trung tới cái nhà đó để coi cải lương. Mà hôm đó thì nó chiếu lại cái tuồng cải lương đời cô Lụ. Thì cái nội dung đời cô Lụ đó, nó có một cái chuyện thế này. Ông hội đồng thân đó phao du anh Thành là chồng của cô Lụ đó, làm quốc sự mới đài ra đảo, rồi ông hội đồng nó chiếm cô Lụ về làm vợ lẽ. Thế là cô Lụ đi chợ về đó, ông hội đồng hỏi còn mấy đồng mấy xu, hỏi lấy lại hết, không còn cắt nào hết. Cho nên cái ông chồng ngồi trên cái võng đó, nhìn vào cái màn hình, bà vợ ngồi dưới sàn nhà đó, bà con tập trung nó cũng đông. Ông chồng ông nói thế này: cha hội đồng thân, thân gian ác quá. Chị Lụ cũng còn son trẻ, cũng còn dễ coi chứ đâu có tệ gì, mà cướp vợ người ta phao du cho chồng làm quốc sự mà về đi chợ về còn mấy cắt mấy xu đòi lại hết. Tội nghiệp quá, thì mình đem cô Lụ về nuôi đi. Bà vợ bà đứng dậy xách cây đòn gánh đập bể cái truyền hình. Hết biết luôn. Mà cái đó có thiệt không? Ghen bóng ghen gió thôi mà vậy đó, ghen thiệt chắc đốt nhà. Mình thấy cái hay chỗ đó. Cho nên Đức Phật nói 5 cái lỗi, tôi kể 2 cái lỗi là quý vị thấy là chết tươi rồi.
Không tin cậy là một, hai là ghen tương. Thứ ba là thân mạng như gửi trên gươm đao. Bởi vì cái người chồng lén phán với vợ thì chồng của người ta cũng rình rập, họ tạc axit, họ ăn lựu đạn chứ không, họ đâu có để yên đó. Rồi ngược lại cũng như vậy đó. Như vậy là lúc nào cũng nươm nướp sợ người ta bắt được, người ta hành hung, người ta dùng cái hình thức này kia khác nọ thì mất mạng. Thân mạng gửi trên gươm đao. Tôi nói cái chỗ này để quý vị lưu ý. Ông bà chúng ta nói cái câu thế này: nhất hậu hôn nhì điền thổ. Tức là vợ chồng là trước hết, ruộng đất là phía sau. Nhất hậu hôn nhì điền thổ. Ví dụ như hai anh em bạn làm ăn với nhau, thằng bạn nó mượn mình, B nó mượn A đó một số tiền, tôi nói mấy ngàn đô la đi, thì cái người bạn A này không cho vợ biết, cũng không nói cha mẹ mình biết, thương bạn quá, thôi bây giờ âm thầm cho nó mượn, bạn bè mà, rồi nó quỵt luôn, nó không trả. Nó biết là cái yếu điểm là mình cho mượn mà vợ nó không biết, cha mẹ nó cũng không biết, thôi bây giờ quỵt luôn không trả. Thì cái người bạn A này làm thinh được, họ khắc phục được. Dù số tiền đó lớn nhưng mà họ khắc phục được. Bây giờ nói ra thì vợ mình nó la, cha mẹ mình mấy đồ ngu, có tiền mình để bạn mình nó dụ, nhiều chuyện lắm, cho nên mình khắc phục mà làm thinh. Nhưng nó lén phén với vợ mình là thanh toán liền, không khắc phục, không bao giờ khắc phục. Tôi nói vậy để quý vị biết: nhất hậu hôn nhì điền thổ. Cho nên vấn đề vợ chồng đối với đời sống của con người, xã hội, quốc gia, đạo lý là quan trọng nhất. Quan trọng nhất là vợ chồng. Nhất hậu hôn nhì điền thổ. Cái cuối cùng hết á là vợ con mình sanh lòng lan chạ. Bởi vì mình có con gái, nó lớn lên mình rầy nó, nói má có nên thân gì má dạy con. Không dạy được. Rồi con trai cũng vậy, thì bố có nên gì bố dạy con. Như vậy năm cái lỗi này là cái nguồn gốc là tà dâm. Thứ tư là nói dối. Đức Phật chia cái nói dối này là làm bốn: nói không chân thật, nói thêu dệt, nói lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác. Không chân thật nghĩa là thấy nói không thấy, quấy làm phải, phải làm quấy, tức là mình nói dối cái tâm của mình biết, nhưng mà cái miệng mình nói. Tại sao mình nói? Là vì có cái lợi mình mới nói, chứ nếu bất lợi mình không có nói. Mình biết rằng cái đó không thật, nhưng mà vì cái lợi cho nên mình nói dối, mà tâm mình biết. Cho nên người ta thường nói là lương tòa án lương tâm. Cái tòa án lương tâm tức là cái tâm thật của mình. Cái tâm là tâm Phật đó quý vị. Mình thành Phật là mình thành cái tâm đó đó. Nhưng mình dối trá mình không có thành được. Cái tâm là cái tâm Phật. Cái miệng mình nói dối, mình gạt gẫm người ta, nhưng mà thật ra cái tâm của mình biết, biết hết á. Nhưng mà tại sao mình nói? Là mình có cái lợi mình mới dối. Mà cái lương tâm của mình nó biết hết. Thứ hai đó, thứ nhất tức là không chân thật, thứ hai là thêu dệt. Mình dùng cái lời nói hoa mỹ, ngon ngọt, dịu hiền, mềm mỏng để dẫn dắt người ta làm việc ác. Cái này thì ở quê nhà chúng ta thấy rõ ràng. Ngày xưa thì không có quý vị. Thời của chúng tôi ngày xưa không có cái việc này. Nhưng mà thời bây giờ, cái xã hội văn minh, rồi cái sự giao lưu nó dễ dàng, cho nên cái việc này nó xảy ra. Về dưới Bạc Liêu, Cần Thơ, Rạch Giá, Hà Tiên, những cái nơi mà thôn giả quê nghèo, mà người quê họ chất phác lắm, họ không có máy móc như người ở thành phố đâu. Nói làm sao họ nghe vậy thôi. Cho nên mấy cái người này họ về, họ mới dạ dẫm nhà có con gái 17, 18 tuổi, họ mới giới thiệu lên thành phố làm cái này cái kia, lương thì cao,
rồi gửi về phụ giúp gia đình, cha mẹ người ta tin hết, họ dẫn đi ra họ biên giới họ bán hết. Bây giờ cái chuyện đó ở quê nhà chúng ta nó thành ra một cái gì, một cái phong trào mà hết sức là đau lòng, dẫn đi bán hết. Cuối cùng hết rồi qua xứ người, người ta đài đọa, người ta hành hạ rồi trốn về, có người thì chết dọc đường, có người mang tật suốt đời. Quý vị thấy không? Đó là dùng cái lời nói ngon ngọt dịu hiền êm ả để dẫn dắt người ta đi làm việc ăn. Cái thứ tư nữa là đòn sóc hai đầu. Đòn sóc hai đầu, bởi vì cái đòn sóc, cái đòn gánh nó khác nhau. Cái đòn gánh nó có cái máu, cái đòn sóc không có cái máu. Đầu này nhọn, đầu này nhọn, họ dùng để họ gánh rơm ở nhà quê đó. Bên đây lụi cũng được, bên đây lụi cũng được à, như vậy gọi là đòn sóc hai đầu. Đốt chùa phá miễu tội nhẹ hơn đòn sóc hai đầu. Tại sao? Quý vị đốt cái miễu, quý vị phá cái miễu đó thì người ta cất cái miễu lại khác tốt hơn. Quý vị đốt cái đình đó, phá cái đình đó, người ta làm cái đình khác tốt hơn. Thậm chí chùa cháy, người ta cũng làm cái chùa khác lớn, không ai bỏ hết. Nhưng mà đòn sóc hai đầu chết người. Tôi nói cái việc này để quý vị thấy. Hai vợ chồng 26 tuổi làm đám cưới. Thế thì cha mẹ bên đàn trai đó thì cho cái nhà lầu 3 tầng. Cha mẹ bên đàn gái cho chiếc xe đời mới. Nhà nuôi hai con chó bẹt rê, một ông tài xế, một người giúp việc. Như vậy đâu quý vị thấy cái gia đạo này hạnh phúc không? Cái người lớn tuổi đó thì họ nhìn vào cái gia đình này, họ nói nằm mơ cũng không có được. Mình làm cả cuộc đời giờ này chưa dư được hai chỉ vàng, mà hai vợ chồng mới 26 tuổi đầu mà giờ tính cái tài sản này nó mấy trăm cây vàng thì mơ cũng không được. Đó là tôi nói cái người lớn tuổi. Còn trang lứa đó, với hai vợ chồng người này đó thì trầm trồ hạnh phúc quá, hạnh phúc quá. Thế thì người lớn tuổi, người trẻ tuổi nhìn vào cái gia đạo này ai cũng trầm trồ là hạnh phúc quá, có phước quá, giàu có quá. Thế mà cái câu chuyện thầm kín trong gia đình đó chỉ đòn sóc hai đầu. Người chồng về đuổi hai người ở, đuổi tài xế với người ở đó hai người, bắn hai con chó chết, bắn vợ, rồi bắn luôn cả người chồng mà run quá cầm cây súng bắn cái nó lìa bên cho nên không chết. Chở đi bệnh viện chữa trị, lành bệnh rồi về nhà rồi kêu án tử hình, đem về địa phương đó tấn cát ở trường học đó bắn. Như vậy là do đòn sóc hai đầu. Cái thằng bạn này cái tâm không tốt, người chồng thì đi làm việc có khi 10 ngày có khi cả tuần mới về. Thằng bạn nó về nó nói tao thấy vợ mày chiều cái thằng nào nó chở vợ mày đi, có chừng đó không chứ. Rồi thì ông chồng mới là cho vệ sĩ theo dõi. Bà vợ bà tức mình, bà cũng cho vệ sĩ theo dõi chồng. Nghĩa là hai bên mất cái sự tin cậy lẫn nhau. Thì cuối cùng rồi thì xảy ra cái án mạng là hai con chó bạc rê chết, bà vợ chết, mình thì tử hình. Đó là đòn sóc hai đầu. Như vậy là chúng ta phá đình, chúng ta phá miễu là cái vật chất. Người ta có thể xây lại đình, ta xây lại miếu, ta xây lại đền thờ tự trang nghiêm, nhưng mà đòn sóc hai đầu chết người. Đó là cái lỗi. Cái thứ tư nữa là ác khẩu. Có nghĩa là mắng, chửi, rủa xả là ác khẩu. Thế rồi quý vị thấy Đức Phật giáo dục sao? Trẻ con đó là không được rủa, không được chửi trẻ con. Thường thường ở nhà quê đó, mấy bà nhà quê thường hay là rủa con, cô hồn cắt đảng, âm binh hà bá gì đó rủa. Đức Phật không cho, không cho, không cho. Cái đường lối giáo dục Đức Phật không cho.
Con nó có lỗi thì mình phạt, mình rầy nó. Không được nhát ông kẹ nữa, không được nhát ông kẹ nữa. Chứ đừng có nói chửi rủa. Rồi bây giờ vợ chồng, chồng giận thì chửi dòng họ bên vợ đào nát hết. Tổ tiên ông bà người ta đào lên, bà vợ bà không thua, bà chửi dòng họ bên chồng, hai bên chửi nhau hết, có lỗi với cửu quyền thất tổ. Đây là cái lỗi cửu quyền. Bởi vì chữ hiếu đó, chữ tàu nó hay lắm, chữ Việt mình đó, hờ yếu hiếu kia thôi à, không có cái hay. Còn chữ tàu nữa, cái chữ hiếu gồm có hai bộ, ở trên là bộ lão, ở dưới là bộ tử, hai bộ này ghép lại thành chữ hiếu. Lão là sao? Là ông bà tổ tiên cha mẹ mình đội lên đầu, mình là con đội cái bộ lão ở trên, con ở dưới. Đó nè, như vậy là con cháu phải kính trọng ông bà, đội ông bà lên đầu mới gọi là hiếu. Ông bà ở trên thì có bổn phận che chở đùm bọc cho con cháu, con cháu phụng thờ cha mẹ ông bà ở trên là chữ hiếu. Thì tại sao lại mình chửi ông bà là sao? Đó, bây giờ quý vị nghĩ thôi nè, cha mẹ đẻ chồng mình ra nuôi lớn lên, rồi mẹ vợ mình đẻ vợ mình ra nuôi lớn lên, vợ chồng mình lấy với nhau ăn ở, rồi giận hờn với nhau, đem cha mẹ ông bà hai bên chửi hết rồi. Tôi mà làm thiên lôi cái này mệt với tôi lắm à. Trời Phật cũng xui khiến tôi đi tu, chứ tôi làm thiên lôi cái này mệt đó, tôi không có từ đâu. Tội lỗi lắm quý vị hôm nay. Ông bà cha mẹ mình phải thờ phụng, mình đội lên đầu, dù của ai, chứ không phải là nói vợ chồng mình, dù của ai cũng vậy. Quý vị thấy ở chùa không? Thờ hai cái bàn thờ linh nam, linh nữ đàng hoàng. Tôi đích thân phải tới ngày cúng là tôi phải đích thân ra, tôi thắp nhang, tôi cúng đàng hoàng, tôi kính trọng tứ ân phụ mẫu như vậy. Chứ đâu phải là cha mẹ của người ta tôi coi thường đâu. Đức Phật lại đóng xương khô thì quý vị thấy là cái nhân cách của đạo Phật. Quý vị thấy nhân cách của đạo Phật. Đức Phật quỳ lại đóng xương khô rồi ngày khóc lại liền ba lại rồi rơi giọt hồng. Lại rồi khóc. Thì đệ tử Phật mới hỏi lý do nào, Phật mới nói là trong đống xương ngổn ngang đó có ông bà tổ tiên cha mẹ nhiều đời nhiều kiếp của ta, mà có cả xương của chúng ta trong đó. Ta lễ bái là kính người tiền bối, ngậm ngùi nhớ đến ân đức sanh thành dưỡng dục của cha mẹ ông bà chúng ta nhiều đời nhiều kiếp. Tôi nói cái câu chuyện này để quý vị thấy. Ngài Xá Lợi Phất có một người học trò nhỏ tuổi mới thọ sa di, mà cái thầy sa di này chứng quả a la hớn. Một hôm thầy sa di mới nói với tôn giả Xá Lợi Phất: thưa sư phụ, con thấy bốn bà mẹ trong cái kiếp gần nhất của con mà con làm khổ bốn bà mẹ, con kể sư phụ nghe. Cái bà mẹ thứ nhất đẻ con ra mới có mấy tháng con chết, 4 tháng con chết. Thì bây giờ mẹ con mới thấy những người phụ nữ ở trong làng mà có con 4-5 tuổi cho con bú. Mẹ con nhớ con, mẹ con khóc là con làm khổ bà mẹ thứ nhất. Qua cái bà mẹ thứ hai đó thì con lên 10 tuổi con chết. Mẹ con mới thấy những người mẹ ở trong làng mà đưa con đi học, đón con đi học, mẹ con nhớ con, mẹ con khóc, con làm khổ bà mẹ thứ hai. Đến bà mẹ thứ ba là con được 20 tuổi con chết. Bây giờ trai tráng ở trong làng lấy vợ gả chồng, hai họ bà con sum vầy, mẹ con nhớ đến con, mẹ con khóc. Và bà mẹ thứ tư là 10 tuổi con đi tu, mẹ con khóc. Như vậy con thấy được bốn bà mẹ trong cái kiếp gần nhất mà con làm khổ mẹ con. Như vậy là cha mẹ con trong nhiều đời nhiều kiếp thì con làm khổ cha mẹ con ở quá khứ biết bao nhiêu. Đó là cái lời trần tình của thầy Sa Di mà bộc bạch cho tôn giả Xá Lợi Phất. Thầy Sa Di nói thầy làm khổ mẹ thầy.
Như vậy chúng ta đối với cha mẹ, ông bà của chúng ta mà chúng ta chửi bới, chúng ta làm như vậy, chúng ta có tội với cửu quyền thất tổ. Cho nên bốn cái việc đó là nói không chân thật, theo dệt lưỡi đôi chiều, nói lời hung ác là chúng ta nên thận trọng. Nên này, có những trường hợp mà chúng ta phải nói dối, chứ không phải nhất thiết. Bởi vì trong cái phần giọng ngữ này nó là cái giới khai, thì chúng ta phải có cái trường hợp mà chúng ta được quyền nói dối. Nhưng mà theo Đức Phật dạy thì có ba trường hợp chúng ta được nói dối, có ba trường hợp. Một, chúng ta nói dối không mất danh dự của người đó là một. Nói dối mà không mất tiền của người đó là hai. Không mất mạng người đó là ba. Chúng ta có quyền nói dối. Bởi vì chúng ta nói dối đa phần là chúng ta gì? Làm mất danh dự của họ. Chúng ta chà đạp lên danh dự của họ. Chúng ta nói dối, chúng ta ghét họ. Bây giờ giữa đám đông ngồi thế này, tôi nói cô Ngọc Quang, bà đó ba gần tôi, ba ăn cắp, tôi biết bà rõ ràng, đúng không? Như vậy tôi hạ danh dự của bà, thì bà thù tôi. Đó nè, tôi ghét bà, tôi nói như vậy bà thù tôi, chứ đâu có cách nào tôi tử tế đâu. Như vậy là mình nói cái không chân thật để mình hạ danh dự của người đó, Đức Phật cấm. Thứ hai là mình lừa đảo để mình sang đoạt tài sản của họ, mất tiền của họ, Đức Phật cấm. Thứ ba là chết người, là ba cái trường hợp này là không được nói dối. Ngoài ra chúng ta được có quyền nói. Ví dụ tôi nói trường hợp thế này, quý vị nghe nè. Cái chú Phật tử này đó là ở gần nhà của người anh ruột, cha mẹ cho cái phần đất chia làm đôi, em cái nhà, anh cái nhà sát bên. Nhưng mà cái ông anh á, thì phỉ báng Tam Bảo, ông em á, thì là Phật tử thuận thành. Tức là hai anh em có hai cái việc khác nhau. Thì hôm nọ cái người em nó làm cái nhà sao còn dư là mấy thiên gạch, mới đem qua cái chùa ở trong cái phường đó để cúng. Nhưng mà người em mới nói thế này nè: đừng có nói con cúng mà nói con bán. Bởi vì nói mà con cúng đó, anh con nó nói tội lỗi lắm. Thưa quý vị, giấu dùm một chút, đừng có nói là con cúng nó bán. Như vậy đó thì nó êm thấm, chứ có chuyện gì đâu. Nói dối đi không có sao hết, đâu có được mất danh dự, đâu có mất tiền, đâu có chết người. Thì cái bà già bà làm công quả chùa đã, sáng bà đi chiều bà về, bà đi ngang cái nhà ông anh đó, bà vô bà nói: em của chú tốt lắm, nó làm nhà nó còn dư mấy thiên gạch, nó đem cúng cho chùa, chùa mừng quá trời. Chết tươi luôn. Nói thiệt đó. Sáng cái ông anh ông qua, ông đứng cái cửa: tao nói cho chú mày biết, đời tao chỉ biết tiền thôi chứ không phước đức gì hết. Thế là một người mang tội, một người thì khổ, do cái bà đó nói thiệt, đúng không? Cho nên chúng ta phải nói dối. Ở trong kinh thì có cái câu chuyện nói dối thế này: cái vị thiền sư đó tu ở trong cái hang động, mà thường ngày con nai đó nó làm bạn với ngài, nó thân thiện lắm. Thì hôm nọ có một người thợ săn, họ đến họ thấy con nai chạy vô cái hang động đó. Thì cái vị thiền sư này mới đánh con nai, nhưng mà đánh nhẹ, nó tưởng đâu giỡn, nó không có chạy. Ngài phải đánh nó có lần chảy máu nó mới chạy. Thì ông thợ săn đến hỏi nhà thiền sư, nó nói: đâu có, tôi đâu có thấy nai, thấy khỉ gì đâu. Như vậy thiền sư đó nói láo, nói dối mà để cứu con nai. Nếu nhà sư nói: tôi thấy nó chạy cái hướng kia, thì chết con nai. Cho nên câu chuyện nó ở trong kinh có viết lại là do nói dối mà cứu được con nai, cái đó không phạm. Có những trường hợp mình phải nói dối. Ví dụ như mẹ chồng cái nàng dâu thì hai người này chắc không ai ưa rồi. Bây giờ nàng dâu tới nói: bà má tôi giống như bà Thanh Đề. Mình học lại cái chết tươi liền. Rồi con dâu nó nói: má tôi như bà má chồng mà nói con dâu tôi như sư tử Hà Tây Hà Đông gì đó. Mình nói lại cái thời hai người mất đoàn kết. Cho nên mình phải làm cái chất keo, mình dán hai cái người này lại. Mình gặp bà má chồng mình nói: dâu của bác nói bác tốt dữ lắm, mà thiệt là mình tốt chứ không có tốt đâu, đúng không? Thì người kia nói mình cũng nói cái bà đó tốt, thật ra mình tốt là mình nói dối để hai người này không mất đoàn kết. Như vậy là chúng ta có quyền nói dối.
Cái thứ năm tức là rượu chè cờ bạc. Thời của Đức Phật quý vị thấy chỉ có rượu thôi, chỉ có rượu thôi. Thì hôm nọ một thầy tỳ kheo có thần thông cũng ngang như Đức Mục Kiền Liên vậy, có thần thông, thì dân chúng ở đó mới tên thưa Đức Phật là có con độc long nó mỗi năm như vậy đó, nó lấy nó làm hại dân làng ở đó mấy mạng người. Đức Thế Tôn cho một vị tỳ kheo có thần thông để hàng phục con độc long, thì Đức Phật cho. Thì vị tỳ kheo này đến cái làng đó hàng phục được con độc long, hạ được con độc long, thì dân chúng họ mừng quá, họ mới đãi này kia khác nọ, trong đó có rượu, mừng quá, cứ ly 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 làm lát quá trời quá đất, mấy ly luôn cái xỉn. À, chiều cái đi cà xình cà sàng cà xình cà sàng, người ta mới khiêng về chứ đi đâu đâu được. Về nằm đó Đức Phật nghe đại chúng xì xào có thầy tỳ kheo đó uống rượu say nằm ở đó, Phật đến Phật mới thăm. Thì cái tình thật thôi, Phật đến Phật thăm vậy thôi. Thế thì đứng gần gần đó, ông tỳ kheo đó, ông giơ cái chân, ông đạp Đức Phật một cái chút nữa là chấn thương sọ não. Nhờ có các thầy đó, họ đỡ được chứ không thôi rồi. Thì Đức Phật nhân cái câu chuyện, Phật hỏi nè, như vậy hồi sáng này vị tỳ kheo này có hàng phục được con độc long không? Nó dạ thưa Thế Tôn được. Bây giờ thì con muỗi có hàng phục được không? Nó không. Trước đây hồi sáng này vị tỳ kheo này có kính Như Lai không? Nó dạ thưa có. Bây giờ thì sao? Mới đạp Phật mà kính gì? Cho nên Phật cấp. Như vậy là do cái rượu này mà mất nhân cách, mất cái nhân cách. Nếu như một thầy tỳ kheo mà đi giáo hóa chúng sinh mà xỉn sai như vậy thì ai nghe? Không ai nghe hết. Rồi mất giống trí tuệ, làm mất cái đạo lý, mất cái nhân cách, cho nên Phật cấm không được uống rượu. Rồi trong chúng có một cái trường hợp là có một thầy tỳ kheo đó bệnh mà thầy thuốc dặn phải uống rượu thuốc mới hết, thì thầy tỳ kheo này không dám uống, bởi Phật cấm rồi. Cho nên thầy tỳ kheo này không được, cái này Phật cấm rồi. Thì cuối cùng hết là Phật nghe được cái câu chuyện đó, Phật mới nhóm chúng lại khai, tức là trường hợp bệnh nặng hết phương cứu chữa, được tạm dùng giới rượu, tức là dù thuốc rượu đó, nhưng phải bạch cho tăng chúng biết, sau hết bệnh rồi thì bỏ. Như vậy cái giới này là khai, cái giới thứ tư là giới vọng ngữ cũng thuộc về giới khai. Bây giờ thì quý vị, thời của chúng ta có những chuyện rất là hại hơn là rượu nhiều. Xì ke, ma túy, bồ đà, thuốc lắc gì, tất cả những cái gì làm cho con người nghiện ngập thì gây ra tội lỗi. Nghiện ngập gây ra tội lỗi và mất giống trí tuệ. Cho nên chúng ta phải kết thêm là rượu, chè, cờ, bạc, xì ke, ma túy, kể cả bóng đá cũng cấm luôn. Chứ mình nói rằng Phật không có cấm bóng đá, mấy ông cá độ bóng đá rồi cũng chết người, đúng không? Như mình thêm vô cái bóng đá trong đó. Như vậy là mấy bà thì cái giới thứ tư, mà mấy ông là cái giới thứ năm. Có cả ông cả bà, chứ để mình nói mấy bà không, mấy ông nói mấy bà mà không nói tôi. Bây giờ có tôi trong đó là mấy ông. À, thế thì câu chuyện ở trong Kinh Ưu Bà Tát chép lại phạm giới rượu rất là nguy hiểm. Câu chuyện nó thế này: một vị cư sĩ đó giữ giới trang nghiêm, năm giới không phạm một giới nào. Hôm đó vị cư sĩ này đi ra ngoài đồng, trên đường về gặp một vị hung thần. Hung thần này ra điều kiện là một là phải giết mẹ của nhà người. Cư sĩ này nó không được. Mẹ tôi mang cái ơn mang nặng đẻ đau tôi chưa trả được, bây giờ tôi giết mẹ tôi không thể giết được. Thì vị hung thần này nói: uống hết bình rượu này thì ta tha mạng cho. Thì cư sĩ này mới nghĩ rằng mình không giết mẹ là cái chuyện tội lỗi, bây giờ mình uống cái bình rượu này thì thôi đi, đâu có sao đâu, bất quá có sai đi nữa nằm ngủ một chút rồi mình dậy thôi, đó đâu có phạm tội phạm giới gì. Thì cái vị cư sĩ này chấp nhận uống bình rượu. Sau khi uống bình rượu thì bắt đầu nó ngắm
mới say đi. Từ ở ngoài đồng mà đi về nhà nó đường cũng hơi xa, đi rồi chân bên mặt đá qua chân bên trái, rồi nói lảm nhảm về tới nhà bà mẹ bà nghe, bà ra bà quở, bà nói con quy y Tam Bảo, con giữ giới bao nhiêu năm sao hôm nay con phá giới, con làm như vậy con không thấy xấu hổ sao con? Cái ông con ông mới láp giáp, ông nói bà im, bà láp giáp tôi đạp một đạp cái chết bây giờ. Bà ôm con bà nói con sao con bất hiếu với mẹ, từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ con có lời xúc phạm với mẹ như vậy, tại sao hôm nay con uống rượu rồi con xúc phạm với mẹ, con bất hiếu với mẹ. Ông giọng cho bà già một đạp chết tươi liệu, chân thương sọ não chết, không giết mẹ, uống rượu say mất giống trí tuệ giết mẹ. Như vậy kết luận là nhân thừa của Phật giáo là Đức Phật dạy con người giữ cái đạo làm người. Mà muốn giữ cái đạo làm người cho trọn vẹn thì cái nhân cách làm người đó là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không vọng ngữ và không rượu chè cờ bạc say sưa nghiện ngập. Thôi chúc tất cả quý vị cố gắng làm tròn đạo làm người, rồi tiến lên nữa, đạo làm trời, làm thanh văn, làm Bồ Tát, làm Phật, còn tới bốn cái đạo nữa nè. Mà ngang đây mình học cái đạo làm người. Thôi buổi giảng đến đây kết thúc. A Di Đà Phật. Tôi biết cái chuyện này thì quý vị thích lắm. Mà cũng trời xui đất khiến tôi cũng nhiều chuyện lắm. Chứ nếu mà ít chuyện thì chắc cũng không có chuyện gì kể quý vị nghe. Thế thì thưa quý vị thế này, về cái mặt tâm linh thì khó nói lắm. Bởi vì sao cái này đó, người ta không có thấy thực tế người ta không tin. Dứt khoát người ta không tin. Mà có thật chứ không phải là chuyện quan đường, có thật nhưng người ta không trực tiếp, người ta thấy người ta không tin. Cho nên có cái trường hợp thế này, tại sao trong kinh Đức Phật nói 49 ngày thì tất cả cái người chết cái thần thức này sẽ tái sinh trong khoảng 49 ngày. Nhưng mà có trường hợp mấy chục năm rồi mấy trăm năm mà cái tâm thức này, cái phần tâm linh này nó còn thì sao? Bởi vì chúng ta học giáo lý mà chúng ta chưa nắm được cái căn bản của nó, cho nên chúng ta còn lờ mờ cái chỗ này. Trong giáo lý nhà Phật nói thế này, một nhân không thể thành quả được. Ví dụ như chúng ta có cái hạt mít, hạt xoài, hạt đậu, thì ai cũng nghĩ rằng hạt xoài sẽ lên cây xoài, hạt mít sẽ lên cây mít, chứ không thể lên cây ổi được, không lên cây chuối được. Nhưng mà phải làm sao cho cái hạt này nó lên cái mầm chứ. Đằng này quý vị có cái hạt rồi, quý vị lấy bọc ni lông, quý vị gói lại kỹ, đem vô tủ cất, thì chừng nào cái hạt, cái mầm nó mới lên được. Bởi vì một nhân không thể thành quả được. Mà muốn cho cái mầm này nó phát khởi thì quý vị phải nhờ đất là một duyên, nước là một duyên, ánh sáng là một duyên, mặt trời là một duyên, nhiệt độ là một duyên, vân vân, sẽ có nhiều cái duyên, người ta gọi là trợ duyên, chữ trợ là giúp. Như vậy những cái trợ duyên này nó giúp để cho cái mầm nó phát thì mới ra trái, mới thành cây, chứ còn quý vị gói, quý vị cất không thể thành được. Cho nên á, khi cái người chết rồi thì cái thần thức của họ còn, cái thể xác của họ là cát bụi trở về với cát bụi đó nè, theo cái quy luật của nó, còn cái phần tâm thức của họ còn. Thế thì cái phần tâm thức này trong nhà Phật gọi cái thân đó là trung ấm thân, thì đúng ra thì không thể gọi là thân được, bởi vì thân thì phải có ngũ tạng lục phủ mới gọi là thân, có cử động đi đứng nằm ngồi mới gọi là thân. Cái trung ấm này nó, mình không thấy cái hình nó sao gọi là thân được. Nhưng mà cái thân trung ấm này thấy, nghe, hay, biết
rất là rõ ràng, minh minh bạch bạch. Đó nè, rất là tinh tế, rất là màu nhiệm, cho nên tạm gọi là thân. Đó nè, tạm gọi là thân. Thế thì cái thân trung ấm này muốn biểu hiện thì phải nhờ một cái xác người nào đó ta gọi là nhập. Vào một cái xác nào đó họ biểu hiện, họ nói cái này, họ nói cái khác. Thì như vậy đó, chúng ta mới thấy, chúng ta mới biết được. Thế thì cái câu chuyện thế này là 700 năm. Hôm qua tôi kể quý vị nghe câu chuyện 600 năm, bữa nay tôi kể quý vị nghe câu chuyện là 700 năm. Thế thì nhà văn Nguyễn Đình Phúc viết ở trong cái quyển là Giữ Mãi Một Tình Thương, là phát hành cái cuốn sách này. Tôi đọc được cái câu chuyện đó thế này. Ở Quảng Bình thì hai vợ chồng khoảng ngoài 40 tuổi, cũng nhà nông bình thường. Thì sáng hôm nọ bà vợ nói với ông chồng thế này nè: đêm qua tôi nằm mộng thấy một cái hình người giống như là Đức Trần Hưng Đạo, có đội mão, có giáp, có hia, có kiếm, quay về lắm. Bà nói với tôi rằng mộ của ông bị người ta đào xới, người ta kiếm đồ cổ, ông nhờ con đắp cái mộ lại cho ông. Ông chồng con nói: bà nói cái chuyện thiên trời địa đất quá, tự nhiên bà con với ông Trần Hưng Đạo. Thôi bà nói cái chuyện linh tinh, tôi không nghe đâu. Thì đêm hôm sau đó, thì bà vợ thấy lần thứ hai nữa, ông chỉ cái mộ, cái địa chỉ cái mộ đó đàng hoàng. Bây giờ ông chồng mới, hai vợ chồng lấy xe gắn máy đèo nhau tới cái địa điểm đó, thì cái mộ cổ người ta đào xới lên, tan hoang hết. Nên là hai vợ chồng tin rồi, mới là báo địa phương. Địa phương họ ra, họ mới nhận là đây là cái mộ, mà cái bia còn ông Hồ Cương chết cách đây 700 năm, tướng của đời nhà Trần. Đó nè, rồi đắp mộ rồi xong hết. Tối ông về, ông nói: ông cảm ơn con, đó là mộ của ông đúng rồi đó. Bây giờ ông chỉ quê hương của ông ở Hà Tịnh, còn đó là cái mộ của ông đánh giặc chết chung ở đó. Thế bây giờ hai vợ chồng đáp tàu lửa ra ngoài Hà Tịnh, biết Hà Tịnh mà ở chỗ nào. Chẳng hạn như nói Sydney ở đây, mà chỗ nào là Sydney chứ, mình mong biết chỗ nào. Như hai vợ chồng bây giờ ghé Sở Thông tin Văn hóa mới hỏi. Thì Sở Thông tin Văn hóa họ kết hợp với Bảo tồn Bảo tàng, họ cho biết là cái lăng ông Hồ Cương hiện bên nay còn, vì ông là một anh hùng dân tộc. Hàng năm dân chúng và cán bộ địa phương đến thắp hương và làm lễ tưởng niệm cho ông, cái lăng của ông còn. Hai vợ chồng mừng quá, như vậy là đúng rồi, đến thắp nhang cho ông, lễ bái xong, tối ông về ông nói đúng, đó là quê hương của ông. Bây giờ ông chỉ cho con đi tìm cái mộ của bà con. Lúc đó bà con đưa ông đi đánh giặc, khi trở về bà bị sốt rét rừng, bà chết. Thì dân chúng đem cái phần xác của bà chôn ở trên núi Hồng Lĩnh. Hai vợ chồng lên tìm được cái mộ của bà luôn. Như vậy là người này chết 700 năm mà vẫn còn về chỉ mộ, chỉ quê hương con cháu. Như vậy là cái đứa cháu này mà đến 700 năm thì quý vị biết là bao nhiêu đời rồi. Mình tính sơ sơ là 80, 70 là một đời người, mà 700 năm như vậy là mười mấy đời như vậy nè, mà ông, cái phần tâm linh của ông còn. Đó là nhà văn Nguyễn Đình Phúc viết lại trong cái quyển là Giữ Mãi Một Tình Thương. Tôi đọc tôi thấy cái chuyện đó. Bây giờ cái chuyện tiếp theo. Ở Đồng Tháp thì hai vợ chồng làm thầy cô giáo cả. Thì có đứa con gái 7 tuổi, thì năm đó nghỉ hè. Tối cái đứa con gái nó ôm cổ mẹ nó, nói mẹ, mẹ xin cho bố con về con thăm chồng con cũ của con đi mẹ. Bà mẹ bà giả miệng bà nói: con nít mày nói chuyện chồng con, tao nói bố mày đập mày. Con bé nó làm thinh, mai nó ôm cổ nó xin nữa: bố xin, mẹ xin bố cho con về con thăm chồng con cũ con đi mẹ. Ba đêm như vậy thì bà mẹ bà mới tâm sự với ông chồng. Bà nói: anh ơi, con mình nó nói chuyện lạ lắm. Tự nhiên mấy đêm nay đó là nó xin về thăm chồng con cũ của nó, mà nó con nít mà nó biết gì chuyện chồng con.
Thì ông cái người chồng nó mới tâm sự với một người thầy giáo đồng nghiệp, mới nói con mình nó lạ quá, tự nhiên nó con nít mà nghỉ hè cái nó xin nó về thăm chồng con cũ nó, bây giờ mình biết làm sao. Thì ông thầy giáo đồng nghiệp đó, bây giờ mình làm cái cuộc khảo sát đi, nó nói như vậy mà mình chưa tin, bây giờ mình làm cái cuộc khảo sát thử coi kết quả nó ra làm sao, thôi giờ đi. Như vậy là một chiếc thuyền gồm có bố mẹ nó là hai vợ chồng ông thầy giáo đồng nghiệp với con bé đó đã chèo. Nhưng mà cái đặc biệt là từ nhỏ đến lớn chưa bao giờ nó đi đi cái đoạn sông đó, mà chưa bao giờ nó đến cái làng đó, vậy mà nó chỉ cái là lên cái nhà đó. Thì cái người mà già nhất trong cái gia đình đó là ông già, ông mang mắt kiếng, ông rót nang, ông đang rổ, nó chỉ đó là chồng nó. Mấy người này chết điếng hết trơn, lớn hơn ông nội nữa mà nó nói chồng nó. Rồi thì mấy người con của ông bố đó lớn hơn bố nó nói con nó. Mấy người này họ giận hơn, nói con bé này hỗn hào, tự nhiên cái ông già đó nó nói chồng nó, còn mình nó nói là con nó. À bây giờ cái cha của con bé nó mới nói tâm sự nói này, các anh ơi bình tĩnh đi, chính gia đình em cũng đang rắc rối, tự nhiên nó xin nó bảo là cho nó đi về thăm chồng con cũ nó mà không biết làm sao hết. Thì vợ chồng em mới là làm cái cuộc khảo sát, thôi bây giờ anh chị đó nói cái gì trong cái gia đình này mà nó liên quan đến là mẹ của anh chị, thử con bé nó nói sao. À thế thì mấy người này mới nói bé nói là bé mẹ của chúng tôi thì cái nhà này là bé biết chứ gì, thì cái gì nó liên quan đến chúng tôi và mẹ của chúng tôi ngày xưa đó bé nói đi. Thì nó nói cây dù của mẹ hồi đó mẹ chết con cho ai. Mấy người này đã tá hỏa rồi. Lúc mà mẹ của mấy người này chết đó là cái người em mới đến mới nói cây dù cưới của chị tao mấy đứa bay cho tao về làm kỷ niệm, cho nên mấy người con này lấy cây dù cho cái bà gì đó, bây giờ nó hỏi cây dù ở đâu. Thì rõ ràng là trong nhà mới biết cái chuyện đó. Thôi trúng rồi, qua cái ông già rót nàng đó. Bây giờ bé nói cái ông già này có dính líu gì đến mẹ tôi hồi xưa đó. Bé nói ông có đôi bông tai của tôi hồi đó tôi bệnh ông mở ra rồi ông để đâu. Ông mới nói trời ơi, lúc đó bà bệnh tôi mở đôi bông búp mùa u đó, tôi chùi tôi rửa, tôi tính là bà lúc liệm tôi liệm theo cho bà mà tôi bức xúc tôi quên tôi còn cất ở trong tủ đó. Đứng dậy mở tủ lấy đôi búp mùa u ra. Thế này rõ ràng là con bé này là mẹ, là vợ của cái ông này, là mẹ của mấy người này. Đó là vấn hồi luân hồi, tức là biết được cái kiếp trước đó nè. Thế thì sau đó thì hỏi lại thì cái cô bé này chỉ một lần nói như vậy thôi, trở lại cô gái bình thường, không có chuyện gì khác hơn hơn được. Đó là vấn đề luân hồi. Vấn đề luân hồi. Thế thì câu chuyện thứ hai là ở chợ Lách. Cái thằng bé này 3 tuổi mà giữa hai bên á làm cái nghề là bơm cát lấp nền nhà ở dưới sông Hậu Giang đó, cho nên có cái chuyện mâu thuẫn đi, họ mới mướn giết cái thằng bé này 3 tuổi nhét vào trong cái bọng. Thì ba mẹ nó đi kiếm nó không được mới nghĩ rằng nó bị bắt cóc, báo chính quyền địa phương cũng không tìm được. Thì đến ngày thứ ba nó cái người làm vườn đó họ mới quan sát tại sao nước ở ngoài sông thì đầy mà nước ở trong cái vườn cam của mình lại không có nước. Ông mới lội xuống ông quan sát thì ông phát hiện là cái thằng nhỏ nó đút trong cái bọng. Ông lên ông la làng lại sớm lên thì tạ quả trong nhà ta biết cái thằng nhỏ nó mất 3 bữa nay, nói chứ ai, đem thằng nhỏ nó lên. Thì ở nhà quê người ta cử là chết trôi là một, trời đánh là hai, chết bắn là ba, chết ngoài đường là bốn, là không đem vô nhà, người ta để ngoài sân. Cho nên á làm cái rạp để nó ngoài sân, rồi công an tỉnh xuống mới làm công tác pháp y, cắt nó chút gì đó, đại đại khái vậy. Thì trong lúc mà đem cái thằng bé
để trên nhà đó chánh quyền được từ ba bên bốn bề họ đến họ thăm viếng, thì có vợ chồng cái chú này đã tới thăm. Mà cái người chồng mới nói thế này: cái thằng mập nó đẹp quá, nuôi không nuôi thì cho tôi vợ chồng tôi nuôi, vợ chồng tôi không có con trai mà giết nó uổng. Là nó nhập vô cái cô gái con của vợ chồng anh chị đang đi học đạp xe đạp, nó nhập vô. Mà lúc đó thì con bé mới có 13, 14 tuổi, mãi cho đến con nhỏ nó 21 tuổi. Mà đặc biệt lắm quý vị, khi mà nó nhập vô đó là con cái đứa con gái này không có uống nước được, phải lấy cái bình sữa trồng cái núm vú vô. Mà cái nước đó là nước khoáng thôi chứ gì, mà đưa cái bình sữa nó bú mới được, cho còn cái ly không nó uống không được. Mà quý vị đặc biệt, mà con nhỏ nó 21 tuổi, con gái, mà mỗi lần uống lấy cái bình sữa đút vô. À, tới chừng nó nhập ra rồi má nó nói nó mắc cỡ thôi, vô phương tự nhiên cái con cứ bú vú. Mày không bú sao mà nó biểu mà. À, thì hôm đó nó chạy cùng hết quý vị, đi Châu Đốc, đi Miên, đi gì, chỉ đâu đi đó đủ thứ hết. Hôm đó cái hai mẹ con dẫn lên chùa tôi, thì bà mới nói công chuyện vậy, cái dài ba tiếng cái bà khóc. Bà nó cực khổ với nó là mấy năm nay quá trời tốn tiền tốn bạc mà không hết, nó hành con nhỏ quá trời. Cái nó nói bắt đầu nó nhập vô đó, bà mỏ nhọn im đi, con kể chuyện cho sư ông nghe. Tôi nói, ủa sao nó kêu bà bằng mỏ nhọn? Nó nói ở nhà bà có ba chị em, nó đặt bà chổi trà, bà nhỏ mỏ nhọn, bà hung dữ. Mà cái bà má của con nhỏ này bà mỏ nhọn, bởi vì mỗi khi nó nhập vô thì bà kia bà xách chổi trà, bà đập đồ thằng quỷ nhỏ, nó đặt cái bà hung dữ, còn cái bà này chu cái mỏ ra. Nó đặt ba chị em là bà hung dữ, bà chổi trà, bà mỏ nhọn. Bà mỏ nhọn im đi, thấy con kể chuyện sư ông nghe. Nó kể hết tất cả mọi việc. Cái đặc biệt thế này nè, nó nói sư ông ơi, ở dưới cái bọng đem con lên, cái để con trên cái tấm cửa đó, rồi mấy ông mặc đồ vàng, nó không biết kêu bằng gì, nó mặc đồ vàng không, rồi cắt con chút chút bỏ trong cái hũ á, rồi họ đem đi đâu đâu mất. Nó thấy là cái bên pháp y người ta làm việc, ta cắt một chút chút ta bỏ trong cái ống nghiệm, ta đem về ta xét nghiệm. Nó nói còn thấy cắt con chút 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 bỏ trong cái hũ đó là nó thấy hết. À, thế là ai giết con? Thì nói có cái bà đó, bà cầm cái gói gì con thấy mập mập ra, bà cho cái này, con chạy ra cái bà bế con, bà bóp cổ con ra ngoài cửa, thì có một người nữa bóp cổ con chết bỏ trong cái đống cỏ đó, tối họ mới đem con xuống dưới cái bọng nó họ dìm vô. À, thế là nó quần cho hai vợ chồng đó. Tôi hỏi chứ sao rồi con nhập vô cái xác con bé này. À, tới đi thăm cái nói thằng mập nó đẹp quá không nuôi, cho vợ chồng tôi nuôi chi giết uổng, thì con nhập vô cho nuôi. Nó nói nhập vô cho nuôi. Thôi mai mốt đừng có gặp ai nói rồi cho tôi nuôi nghe, nó nhập vô rồi chết tươi luôn. Tại vì cái ông chồng đó nói nó đẹp quá không nuôi, cho tôi nuôi đi giết chi uổng, thì con nhập vô. Mà chạy con nhỏ nó từ 14, 15 tuổi chạy cho tới 21 tuổi trần ai. Vậy xuống chùa tôi ở cũng một tuần, rồi quy y Tam Bảo xong về. Đại khái vậy xong, nhỏ nó giờ cũng có chồng có con đồ đàng hoàng. Lâu lâu nó cũng chạy về nó thăm, Tết nhất là nó cũng chạy về nó thăm đàng hoàng. Thôi mình nghỉ.